chuyển khoản qua cho cô rồi cho con lấy tiền mặt được không? Tại vì bạn con nó bị bệnh rồi. À, con không lấy được kia hả? Lấy được kia. Là mới chuyển thiệt đúng hả? Mới chuyển thiệt luôn. Nó nói xong nó đi liền, mà kêu lấy vật kiện cái nó đi lùn. Đoạn clip ghi lại hình ảnh tại một quán ăn B, trong lúc đang soạn đồ ra bán thì một đôi nam nữ lạ mặt chạy ngang qua. Mắt có vẻ đang quan sát con mồi xung quanh, thấy cô bán hàng một mình đứng bán, chúng ra hiệu cho nhau để bắt đầu tiếp cận con mồi. Sau khi xác nhận cô bán hàng, chúng chia nhau ra để thực hiện kế hoạch. Một người giả làm người mua hàng, vừa bước tới đã hỏi ngay rằng quán có nhận chuyển tiền hay không. Ở đây có chuyển khoản không cô? Có con. Rồi lấy con hộp bột chiên 2 trứng nha. Rồi con chào cô chút nha. Dạ. Dạ cô. Con ăn cay không? Dạ cay. Lấy. Ăn cay mà ăn tươi dạ. Ớt à. Ăn đủ luôn ha. Dạ. Nói chung là ăn đầy đủ đi. Sau khi xác nhận mọi thứ, cô ta giả vờ nhận một cuộc gọi và trả lời rất lớn tiếng nhằm để cho con mồi nghe được. Alo, cái gì, gọi tao gì vậy? Cái gì? Rồi, tiền mặt hả? Rồi, ok. Nói được một lúc, cô ta hỏi ngay cô bán hàng xin đổi tiền vì bản thân có chuyện gấp cần tiền mặt. Cô ơi, cô có tiền mặt ở đây không cô? Con chuyển khoản qua cho cô rồi cho con lấy tiền mặt được không? Tại vì bạn con nó bị bệnh rồi, bây giờ xung quanh đây không có cái cây ATM nào. Cô có ít lắm, có tiền mặt nhưng mà cô có ít lắm. Dạ, cô có bao nhiêu cô? 5 triệu không? Không, cô có chuyện ít à, chứ có ít à. Vậy cô có bao nhiêu, có đủ 2 triệu không? Cho con đặt bút 2 triệu. Ừ, 2 triệu. 2 triệu nha. Rồi, vậy giờ cô cho con xin số tài khoản của cô đi. Số tài khoản à? Dạ. Số tài khoản đây, quét đi. Rồi, ok luôn. Đúng rồi, rồi con chuyển cho cô 2 triệu nha. À. Rồi con chuyển xong rồi nè cô ơi. Cô nhiều tiền ha. Rồi nè cô coi ơi, coi cái này chắc nha. Đó. Được rồi. Rồi, coi chưa. Rồi ok, rồi 2 triệu nha. Rồi cảm ơn cô nha cô. Dạ dạ rồi cảm ơn cô nhiều lắm. Sau khi nhận được tiền, cô ta nhanh chóng rời đi, đồng thời tên đồng bọn cũng nhìn ra được tín hiệu, hắn chạy lại và cả hai cùng rời đi. Một lúc sau cô con gái về, cô bán hàng vẫn chưa biết mình đã bị dụ. Cô kêu con gái của mình kiểm tra tài khoản và kể sự việc vừa diễn ra ban nãy. Chuyển 2 triệu. Ủa, mà ai? Nó không lấy một chiên. Nãy hả khách ừ, hả? Con kiểm tra coi. Đây này con coi thử. Bạn nó chuyển lâu chưa để con coi thử. Nó chuyển nãy giờ con. 2 triệu hả? Ờ. Để con coi. Mà nó chưa lấy một chiên. Chưa lấy luôn xong ừ. Quên trời. Ủa? Chuyển qua cái ngân hàng hay là cái nào? Giờ để con kiểm. Con thấy nè, để coi từ từ coi cái mạng có bị gì không. Là mới chuyển thiệt đúng hả? Mới chuyển thiệt luôn. Sao con không thấy gì ta? Thì về bằng đó. Không, này mày coi nè, trong đây không có cái nào mới chuyển hết trơn hôm bữa. Nó lừa hả? Nhưng mà hồi nãy bạn có đưa cho coi cái màn hình chuyển tiền không? Có, để đưa. Có lừa. Nhưng mà nãy có mày có coi kỹ không? Thì mẹ cũng coi đó. Mà sao đâu có đâu, ý là mày phải coi kỹ chứ. Giờ người ta lừa. Bởi vậy, nãy mẹ cũng coi rồi. Coi chuyển tiền. Có coi đàng hoàng đúng không? À. Trời ơi, nhưng mà con không có thấy nè. Mấy cái đó mày né em nha. Mày né, mấy mày điện cho con để con biết. Trong thời đại công nghệ số, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, ngay cả việc thanh toán các khoản giao dịch cũng trở nên tiện lợi. Nhưng đôi lúc các nhóm đối tượng trộm cắp cũng sẽ lấy sự tiện lợi trên để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Đối tượng nhắm tới thường sẽ là những cô chú hoặc những bạn trẻ. Người càng mất cảnh giác và càng ít hiểu biết sẽ nhanh chóng trở thành nạn nhân. Hãy hết sức cảnh giác để tránh những câu chuyện không đáng có như đoạn clip vừa rồi.